Rồi thì hôm nay ha rồi thì hôm nay ha chúng ta sẽ cùng nhau giải full cái bài đọc này ha. Bài đọc của chúng ta thầy nhắc lại một lần nữa, đó là bài đọc Reading Passage 2 Test 1 Cambridge IELTS 15, đoạn đọc số 2 trong bài test số 1 của quyển Cambridge IELTS 15. À, các bạn thì bài đọc này á, chủ đề của chúng ta là về driverless car, xe tự hành, xe không người lái. À, các bạn thì chủ đề này là về giao thông, transportation, giao thông vận chuyển và automation và tự động hóa. Ok rồi, thì bây giờ cho như thường lệ thì bây giờ Miss Bách sẽ chiếu cái bài đó lên, chiếu cái bài đọc của chúng ta lên, và các bạn sẽ underline, các bạn sẽ gạch dưới các từ, các cụm từ mà chúng ta chưa hiểu rõ, thì Miss Bách sẽ giải nghĩa cho các bạn ha. Rồi, đây là đoạn đọc đầu tiên của chúng ta ha các bạn. Ok, thì đọc này chúng ta có đoạn A, B, C, D. Rồi, thì cái đoạn đọc này nói về cái tính năng cũng như là cái lợi ích và những cái vấn đề mà người ta đang gặp phải trong cái việc là người ta sản xuất ra cái xe tự lái, người ta sản xuất và người ta ứng dụng ra xe tự lái. Ok, rồi, thì các bạn hãy underline, các bạn hãy sử dụng chức năng keyboard, các bạn underline, các bạn gạch dưới những từ, những cụm từ mà chúng ta chưa rõ ha. Và các bạn lưu ý, nếu mình đã thấy cụm từ nào đã có người, có bạn bè, có bạn mình gạch dưới rồi thì mình không cần gạch dưới nữa. Ok. Và cái cụm từ nào Mr. Bách đã giải thích rồi thì Mr. Bách sẽ không giải thích lại để chúng ta đỡ tốn thời gian ha. Bên cạnh đó, trong quá trình Mr. Bách giải nghĩa từ cho các bạn thì các bạn hãy tranh thủ ghi chép, ghi nhận lại ý nghĩa của các từ đó. Các bạn có thể ghi thẳng vào sách của mình nếu có, hoặc là các bạn ghi vào tập. Và các bạn lưu ý gạch dưới mỏng mỏng thôi để chúng ta còn thấy được ha. Rồi, Miss Bách sẽ bắt đầu giải nghĩa cho các bạn ha. Đầu tiên chúng ta có cụm từ automotive sector. Sector là phân khúc, phân khu. Automotive có nghĩa là xe cộ. Ok, xe. Ok. Cái từ này nó bắt nguồn từ cái từ automobile, là xe cộ, phương tiện giao thông đó các bạn. Ok. Thì do automotive có nghĩa là xe, phương tiện giao thông. Automotive sector là cái phân ngành, cái chuyên ngành phương tiện giao thông. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ adapting. Adapting có nghĩa là thích nghi, thích ứng. Từ này nếu Mr. Bách nhớ không lầm thì đã từng nói qua ở các buổi giải đề trước rồi. Nó bắt nguồn từ cái chữ adapt có nghĩa là thích nghi. Manufacturing là sản xuất ha các bạn. Rồi, implementation, chúng ta có từ implementation ở đây, đó là áp dụng. Okay. Đem và đưa vào áp dụng. Robotic. Từ này nếu các bạn sử dụng cái vốn từ gốc của mình thì các bạn sẽ thấy ngay nó có từ robo hoặc là robot có nghĩa là người máy, thì robotic là tính từ có nghĩa là thuộc về máy móc, okay, tự động. Robotic car là xe người máy, là xe tự động đó các bạn. Rồi từ manufacturer thì bài nãy mới giải thích rồi ha. Rồi, onwards, ok, onward là về sau này á. Nguyên cái cụm từ là from the 1970s onward, có nghĩa là từ những năm 1970 trở về sau, năm 1970 tới bây giờ nè. Ok, significant là đáng kể. Improvements là cải thiện. Reliability là cái sự tin cậy được.
Flexibility là cái sự uyển chuyển. Rồi, on the horizon, à nguyên cái cụm từ on the horizon này có nghĩa là sắp sửa diễn ra, nó đang nằm ở cái đường chân trời, dịch theo nghĩa sát nghĩa là nó đang nằm ở đường chân trời, có nghĩa là chúng ta có thể thấy được nó sắp xảy ra rồi. On the horizon, nó manh nha, nó sắp xuất hiện. Rồi chúng ta có manufacturing process là quy trình sản xuất ha, nguyên cụm từ này, bản thân cái từ manufacturing có nghĩa là sản xuất, process là quy trình, manufacturing process là quy trình sản xuất. Vehicles là phương tiện. Ok. Để ra vehicles là phương tiện, là xe cộ. Capabilities là khả năng. Rồi, từ significant hồi nãy nói rồi ha. Rồi, chúng ta có từ contributions là đóng góp, có S là những cái sự đóng góp. Assistance là hỗ trợ. Nguyên cái cụm từ là driver assistance system là hệ thống hỗ trợ tài xế. Rồi, trialing, trialing là thử nghiệm. Thì cho các bạn, trial là thử nghiệm, xài thử. Thì trialing là verb in, là đang trong quá trình thử nghiệm. À. Rồi, gather pace, nguyên cụm từ này luôn. Gather pace có nghĩa là càng ngày nó càng được sao ta, càng ngày nó càng được ủng hộ, càng ngày nó càng được thúc đẩy, càng ngày nó càng được đẩy mạnh. Rồi chúng ta có frequently này, frequently là thường xuyên. Ok, demonstrate, demonstrate là mô tả, demonstrate là chứng minh rằng. Ok, rồi chúng ta có cụm từ là road collisions, collision là va chạm, đụng vào nhau, và road collision là các vụ va chạm trên đường. Ok, là các vụ tông xe. Rồi, incidents. Ok. Incident là các vụ việc xảy ra. Các vụ việc, các sự việc. Rồi, ở dưới đây, cho so đoạn C, thì chúng ta có từ initiative. Ok, initiative. Initiative thì cái tiếng Việt rất là khó dịch ra. Tạm dịch. Ok, là cái bước đi đầu tiên. Cái bước đi ban đầu. Ok, viable. Ok, viable có nghĩa là có thể thực hiện được. Khả thi. À, khả thi. Rồi, nguyên cụm từ này là nguyên cụm từ ở đoạn D, the Massachusetts Institute of Technology. Có nghĩa là cái Học viện Công nghệ Massachusetts. Hay các bạn có thể biết tên tên nó một cách thân thuộc hơn, đó là trường MIT. Ok, một cái trường đại học rất là lớn, một cái viện công nghệ rất là lớn ở Mỹ và của thế giới, MIT. MIT, Oxford, vân vân. Đó, ok, nó sánh ngang với Oxford, nó sánh ngang với Stanford. Rồi, đó là từ vựng của đoạn đầu tiên ha mấy bạn. Rồi, trang đầu tiên, bây giờ mình qua trang số 2. Chúng ta để tiếp tục, đó là mình underline các từ vựng nào mình chưa rõ, mình chưa rành. Để mình sẽ bắt giải nghĩa cho các bạn ha. Anh là like gạch dưới nè mấy bạn.
Rồi, nhiều từ quá ha. Quá trời từ luôn. Rồi, ok. Rồi, dạng dạng nghĩa ha. Chúng ta có từ probably, có nghĩa là có khả năng, có thể. Partly là một phần. Part là phần, partly là một phần. Modeling là khuôn mẫu, làm mẫu, hình mẫu. Suggest là khuyến nghị, khuyến cáo. Ownership là sở hữu. Các bạn lưu ý nha, nhớ tranh thủ ghi lại nghĩa của mấy cái từ này nha. Rồi, chúng ta có từ average là trung bình. Một từ mới nè, mileage. Mileage. Cái từ này ngắn thôi nhưng mà dịch ra khá là dài. Đó là gì các bạn? Mileage có nghĩa là cái km đi được trên 1 lít xăng. Ok, mileage. Số cái km đi được trên 1 lít xăng. Consequence là hậu quả. Intensively là cường độ cao. Replacing là thay thế. The rate of turnover. Ok, đó là tỷ lệ thay đổi. Tỷ lệ bỏ cũ mua mới. Turnover là bỏ cũ lấy mới. Trong nhân sự thì nó là tỷ lệ là nhân viên nghỉ việc và thuê mới. Còn trong đồ vật sử dụng hàng ngày đó là cái việc là mình bỏ cũ mua mới. Production là sản xuất. Rồi, chúng ta có từ necessarily có nghĩa là không nhất thiết. Nhất thiết và not necessarily. Nguyên cái từ luôn, nguyên động từ này luôn nè, not necessarily có nghĩa là không nhất thiết. Decrease là giảm. Prompt là mở đường. Ok. Mở đường cho, tạo cái tiền đề cho. Rồi, model là cái hình mẫu nãy nói rồi. Consumer là người tiêu dùng. Purchase. Purchase chứ không phải purchase các bạn. Purchase là mua. Ok. Access là cái việc tiếp cận. Mobility. Mobility là cái khả năng di chuyển. Mobility là cái khả năng di chuyển. Rồi. Suit là phù hợp. Particular là cụ thể, nhất định. Journey là cái hành trình. Particular journey là một cái hành trình cụ thể, một hành trình nhất định nào đó. Rồi, cái từ compromise này là ở cái bài đọc hôm trước đọc rồi, gặp rồi nè. Compromise có nghĩa là nó thỏa hiệp. Ok, thỏa hiệp, thỏa thuận. Requirements là những cái yêu cầu. Từ seat này đơn giản các bạn, seat là cái chỗ ngồi. Unoccupied là không có không có người chiếm. Ok, trống. Boost là đẩy mạnh, tăng lên. Ok, efficient là hiệu quả. Range of vehicles là những cái dạng xe khác nhau, những cái dạng, những cái loại phương tiện khác nhau. Individual là cá nhân. Specialized vehicle là các phương tiện chuyên dụng. Ví dụ xe cứu thương, xe cứu hỏa là các phương tiện chuyên dụng đó. Available là có thể gọi là sao ta? Có thể tiếp cận được, có trên thị trường. Exceptional là ngoại hạng. Yeah. Hurdle đồng nghĩa với lại difficulties hoặc là obstacle là cái rào cản. Hurdle là cái rào cản. Okay, delivering automated vehicle là cái việc giao xe, chuyển giao cái những cái xe tự hành. Ok, cái việc chuyển giao những cái xe tự hành này đến với di chuyển, cho đến cái việc di chuyển trên đường phố thông thường. Infinite là bất tận. Ok. Regulatory challenges là những cái thách thức trong luật pháp, những cái thử thách trong luật pháp, trong quy định của nhà nước. Liability. Ok, liability này có rất nhiều nghĩa ha các bạn. Nó có nghĩa là tiêu sản, nó có nghĩa là một cái gánh nặng nữa. Ok, thì trong trường hợp này nó là một cái gánh nặng. Và enforcement là cái việc thực thi pháp luật. Rồi, vehicle operation là cái việc vận hành xe cộ, việc sử dụng xe cộ. Ok, mobility landscape thì cái cụm từ này nghĩa nó hơi trừu tượng một tí. Landscape ở đây không phải là vùng đất
Landscape ở đây là cái thị trường. Ok, mobility landscape là cái thị trường xe cộ. Address, ok, need to be addressed là cần phải được giải quyết. Address không phải là địa chỉ, address thì có nghĩa là giải quyết. Robust là vững chắc. Ok, conquered là được chinh phục. Lại, telepresence và virtual reality. Hai cái từ này nghĩa na ná nhau ha các bạn. Mục đích của người ta là muốn nói tới cái việc là phát triển trong cái phát triển xe cộ đồng thời với cái việc ứng dụng công nghệ ảo, ok, ứng dụng công nghệ 3D, ứng dụng công nghệ ảo. Telepresence là điều khiển từ xa và virtual reality là thực tế ảo. Ha. Rồi chúng ta có cụm từ là make concrete predictions about the future. Concrete đây có nghĩa là bê tông. Ngoài ra nó có nghĩa là vững chắc nữa. Có nghĩa là gì? Đưa ra những cái dự đoán vững chắc về tương lai. Vital là quan trọng. Ok, involved in là liên quan tới, liên đới tới. Và mobility là một lần nữa là cái ngành xe cộ nha mấy bạn. Rồi. Cần thấy không? Bài học chúng ta rút ra được á là đọc một cái bài IELTS, đọc một cái bài reading thôi chúng ta có quá trời từ mới để mà chúng ta học luôn. Các bạn thấy không nè, quá trời từ mới luôn. Được chưa? Cho nên sau khi đọc xong một bài xong thì Miss Bách luôn luôn nhắc nhở mấy bạn điều cực kỳ quan trọng ta cần làm, đó là mình ghi chép những cái từ vựng mới xuống lại. Miss Bách giải nghĩa một lần là một chuyện rồi, nhiệm vụ của mình đó là buổi tối này hoặc là ngày mai các bạn mở cái bài này ra, các bạn đọc lại một lần nữa, xong rồi các bạn dò từ điển. Các bạn dò từ điển các từ này và các bạn ghi nghĩa lại một lần nữa chứ không lệ thuộc vào chỉ một người giải nghĩa cho các bạn. Được chưa? Ok. Ngày mai hãy lấy bài này ra đọc một lần nữa, gạch dưới các từ vựng mới, underline các từ vựng mới và sau đó dò nghĩa của các từ này và ghi vô lại tập của mình để chúng ta nhớ ha các bạn. Rồi bây giờ mình qua cái phần giải đề nè, ok. Rồi, thì các bạn thấy câu 14 đến câu 18 hay thì dạng đề của chúng ta đó là matching information. Matching information là nối thông tin. Ở đây người ta sẽ nói là người ta sẽ hỏi mình là ở đoạn nào có thông tin này. Người ta sẽ hỏi mình là ở đoạn nào có thông tin này và nhiệm vụ của mình là mình phải đi kiếm trong mấy cái đoạn ABCD trong bài đọc hồi nãy đó. Thì đoạn nào chứa cái thông tin mà người ta đang hỏi đây. Rồi, ở câu 14, reference to the amount of time when a car is not in use. Ok, reference ở đây là trích dẫn. Ok, có thể đọc thấy, có thể tìm thấy, có thể rút ra được. Thì ở cái đoạn văn nào chúng ta có thể tìm thấy được thông tin về cái việc là thời gian, cái khoảng thời gian, cái lượng thời gian mà xe cộ không có được sử dụng à, thì là các bạn là ở đoạn nào? A, B, C, D, E. Ở đoạn nào các bạn? Ở đoạn nào các bạn? A, B, C, D, E. Ở đoạn nào mà nó có thông tin về cái việc là cái khoảng thời gian xe không được sử dụng? À, ở đoạn C. Ở đoạn C đọc vô thì chúng ta sẽ thấy là gì nè các bạn? Đó là ở thời điểm hiện tại một chiếc xe trung bình dành 90% thời gian cái quãng đời của nó ở trong bãi đậu xe. Một chiếc xe trung bình là dành 90, hơn 90% thời gian cái quãng đời của nó ở cái park là được đổ. Tức là một cái xe nó dành 90% cái thời gian trong cái quãng đời sử dụng của nó ở trong bãi đỗ xe. Ok. Đây là thông tin về cái khoảng thời gian mà xe nó được sử dụng. 90% thời gian trong bãi đỗ xe chỉ có 10% là được sử dụng trên đường thôi. Vậy thì đáp án của chúng ta là C. À, thì tương tự như vậy chúng ta cứ kéo xuống chúng ta đọc từng cái này. Kéo xuống ta đọc từng này, kéo xuống ta đọc từng này. Xong quay lên trên ta tìm. Thì các bạn thấy là câu 15 nè. Mention of several advantages of driverless vehicles for individual road users là cái đoạn nào nó đề cập tới những cái lợi ích, một những cái lợi ích của cái xe không người lái dành cho những cái người đi đường cá nhân, những cái người đi đường cá nhân ở đoạn nào vậy các bạn?
A B C D E F G H. G thôi, A B C D F G. Ở đoạn nào và đoạn nào họ nói tới cái lợi ích của cái xe không người lái dành cho người đi đường? Đoạn nào? Comment nè, comment, comment xuống đoạn nào. Hồi nãy mấy Thì các bạn nào làm sai này không? Các bạn nào làm sai câu này không? Các bạn nào làm sai câu này không? Nếu sai thì các bạn đánh lộn câu nào? F. Các bạn chọn đoạn F. Rồi, tại sao chúng ta lại chọn sai đoạn F? Thì các bạn đọc vào đoạn F, các bạn có thể thấy là đoạn F ở đâu có chứa thông tin nào về lợi ích của cái việc là xe tự lái dành cho người đi đường đâu. Nó chỉ nói là gì nè, những cái khó khăn về mặt công nghệ của cái việc sản xuất xe tự lái đó là gì, là cái việc là chúng ta phải đảm bảo làm sao để nó hoạt động được trong các loại tình huống giao thông khác nhau, trong các tình huống thời tiết khác nhau và trong các tình huống có thể xảy ra trên đường, ví dụ như là tông xe hay là sao đó. Rồi chưa kể là luật pháp họ kiểm soát cái xe này như thế nào. Ủa đâu có nói gì về lợi ích của cái xe tự hành cho người đi đường đâu. Nhưng mà các bạn đọc lên đoạn D các bạn sẽ thấy là gì nè. Ok, đoạn D. Đoạn B chứ, các bạn sẽ thấy là gì à. Rồi. Một cái lợi ích đầu tiên là gì? Free the time people spend driving for other purposes, là giúp người ta có thời gian rảnh thay vì người ta phải lái xe, người ta làm việc khác. Ok. Nếu mà cái xe làm hết mọi việc lái xe thì người ta có thể dành thời gian để mà người ta có hiệu suất hơn, làm việc có hiệu suất hơn, to socialize, hoặc là có thể đi giao tế xã hội, giao tiếp xã hội, ok, hoặc là simply relax, hoặc là thư giãn trong cái quá trình là xe nó chạy. Rồi nếu mà xe có thể chạy, ok, là những cái người là người già hoặc là disabled traveler, hoặc là những cái người bị khuyết tật, bị tàn tật thì có thể enjoy significant greater travel autonomy, có thể là họ có thể tự do di chuyển nhiều hơn, họ có thể tự do di chuyển một cách đáng kể mà họ không có bị ràng buộc tại vì cái khuyết tật hoặc là cái tuổi già của họ. Ok, vậy thì đây là lợi ích của cái xe tự hành, nó giúp cho gì, giúp cho người ta hiệu suất hơn, giúp cho người ta rảnh rỗi hơn và giúp cho những cái người già và người tàn tật họ có thể di chuyển được thoải mái hơn, thì đây là lợi ích của cái xe tự hành này các bạn. Rồi tương tự câu 16, ok, là reference, là cái đoạn nào đề cập tới to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip. Đoạn nào đề cập tới cái thông tin về việc là chọn cái phương tiện phù hợp nhất cho từng cái chuyến đi khác nhau. Thì các bạn comment là đoạn E. Rồi kéo lên E, chỗ nào nó nói là phương tiện nào phù hợp cho cái chuyến đi nào. Ok. Rồi, người ta nói là gì nè? Driver will have the freedom to select one that best suit their needs for a particular journey. Là tài xế có thể chọn được cái loại xe. Sorry. Đúng rồi, tài xế có thể chọn được cái loại xe mà nó phù hợp với cái hành trình mà họ đi. Ok. Ví dụ nha, là bình thường thì người ta chạy xe để các ghế trên xe, các ghế ngồi trên xe nó trống. Thì tại sao người ta có thể chọn cái production of smaller, more efficient range of vehicle? Người ta sản xuất ra những cái xe nhỏ hơn, hiệu suất cao hơn. Được chưa? Các phương tiện chuyên dụng dành cho những cái chuyến đi dài hơn. Ví dụ như là đi family camping trip, hoặc là chở con trai, con gái đi đến trường đại học cho một cái quãng đường rất là xa. Đó, ok. Thì mỗi cái chuyến đi người ta sẽ chọn một cái phương tiện nó phù hợp. E, mấy bạn. Rồi, câu số 17. Estimate how long it will take to overcome a number of problems. Là người ta dự đoán coi là cái thời gian cần để mà vượt để mà vượt qua, để mà giải quyết được một số cái vấn đề. Và ở đây mặc định chúng ta phải hiểu là vấn đề trong cái việc là người ta đưa cái xe tự hành, xe tự lái này vào thị trường sử dụng, thì chúng ta có đoạn G. Các bạn sẽ rất là dễ nhầm với đoạn F. Tại các bạn đọc vô đoạn F các bạn thấy là gì? There are a number of hurdles to overcome.
In delivering automated vehicles to our roads. Có rất là nhiều, có một số những cái rào cản, một số những cái khó khăn mà cần phải vượt qua để mà đem cái xe tự hành tới với thị trường. Đúng không các bạn? Nhưng mà câu hỏi nó hỏi là gì nè? Hỏi là thời gian. Ok. Cái thời gian dự kiến. Thì các bạn đọc hết đoạn này các bạn thấy là không có đề cập gì tới cái thời gian dự kiến mà xe tự hành có thể đem ra thị trường cả. Các bạn đọc kỹ xuống dưới các bạn thấy là đoạn G mới có thông tin này. Okay, it is clear that there are many challenges that needs to be addressed. Có rất nhiều cái thử thách mà chúng ta phải giải quyết. Through robust and targeted research. Nếu mà chúng ta nghiên cứu vững chắc và nghiên cứu có trọng tâm. Okay. These can most probably be conquered within the next 10 years. À, thì những cái rào cản này có thể được vượt qua, có thể được chinh phục trong vòng 10 năm tới. À, thì đoạn G mới là cái đoạn chứa thông tin về cái việc là cái thời gian dự kiến mà người ta giải quyết được những cái vấn đề này trong 10 năm sắp tới. Ok, và câu số 18 là một cái đoạn nào có đề cập tới một cái gợi ý, đó là những cái xe tự hành, những cái xe không người lái này nó sẽ không ảnh hưởng tới cái lượng xe cộ được sản xuất ra. À, thì nó nằm ở đoạn đoạn D. Ok, họ nói làm sao nè? Họ nói là gì? Ở cái trường đại học University of Michigan Transportation Research Institute, học viện nghiên cứu về giao thông của đại học Michigan. Ok, khi mà họ làm mô hình thì họ thấy là gì nè? Là cái việc xe tự lái sẽ giảm cái việc mua xe, sở hữu xe tới 43%. Nhưng mà cái km đi trên đường sẽ tăng gấp đôi và dẫn đến kết quả là gì? Each vehicle would be used more intensively, là mỗi cái xe đó sẽ được sử dụng với cường độ rất là cao và sẽ need replacing sooner và sẽ cần phải thay thế rất là nhanh. Rồi cái tỷ lệ mà bỏ cũ mua mới này có đồng nghĩa với việc là gì? Vehicle production will not necessarily decrease. Cái này đồng nghĩa với việc là cái việc sản xuất xe cộ sẽ không bị hề bị sụt giảm. À, cái tần suất sản xuất xe cộ sẽ không hề bị sụt giảm. Tức là người ta mua ít xe nhưng mà xe sử dụng quá dữ, hư rất nhanh nên phải mua mới rất nhiều. Cho nên đừng lo về việc là xe cộ không ai mua. Rồi. Ok. Em làm xong 14, 15, 16, 17, 18 ha. Câu 19, 20, 21, 22. Ok. À, bạn con Nguyễn Hồ Minh bị nhầm với câu A, nhầm với đoạn A. Ok. Cái này em đọc kỹ đoạn A thì gì nè, các bạn đừng có thấy cứ thấy số là chọn được nha, sai lầm nha. Ok, đoạn A họ nói rất rõ ràng là gì nè, là cái xe tự hành nó đã có mặt từ trước đến giờ, nó đã có mặt trong khoảng 50 năm rồi, chứ nó đâu có nói gì về việc là dự kiến thời gian để mà có thể giải quyết được những cái vấn đề của xe tự lái đâu, đúng không nào? Cái này là đọc không kỹ nha. Rồi câu 19, 20, 21, 22 thì chúng ta may mắn đi, dạng đề đi vô chỗ trống rất là dễ, chỉ việc nhìn vô bài và bê yên y xì cái từ xuống thôi. Và bây giờ quan trọng là chúng ta định vị được cái thông tin nó nằm đâu. À, ok, thì các bạn thấy là the impact of driverless car, cái tác động của xe không người lái. Và các bạn thấy là người ta cho mình thông tin để mình định vị nè. Figures from the Transport Research Laboratory indicate that most motor accidents are partly due to. À, các số liệu từ cái phòng thí nghiệm nghiên cứu về giao thông chỉ ra rằng đa số các tai nạn trên đường là do cái gì? À, vậy vì cái chỗ nào tai nạn, tai nạn, tai nạn. Rồi. Tai nạn. À... Đây, ok, rồi, thấy rồi đây. Ở đoạn B, the UK Transport Research Laboratory has demonstrated that. À, cái phòng thí nghiệm này. Ok, họ cho thấy là gì? 90% các vụ va chạm trên đường involve human error. À, 90% các vụ va chạm trên đường là do gì? Lỗi của con người. Ok, human error. Và error có S không mấy bạn? Không có S. Hiếu Hạnh, câu 19, không có S. Tại vì sao nào? Mình phải bê nguyên si cái từ này vô cho em. Ok, involve human error. Yeah. Rồi. Rồi, vậy là chúng ta biết là thông tin nó bắt đầu nằm từ đây xuống rồi. Thông tin nó bắt đầu nằm từ đoạn B xuống.
Và cứ thế là chúng ta đọc xuống và chúng ta tìm từ thôi ha mấy bạn. Ok. Ví dụ như tiếp theo ở câu 20 là gì nè? Ok. Câu 20, in addition to direct benefits of automation, ngoài cái lợi ích trực tiếp của việc tự động hóa, it may bring other advantages. Nó có thể có thêm nhiều cái lợi ích khác. Ví dụ như là the scheme for, là cái kế hoạch for car sharing, là cái kế hoạch chia sẻ xe sẽ rất là dễ dàng thực hiện, đặc biệt là trong các thành phố. Câu 20 là chúng ta đi nữa là car sharing. Câu 21 là chúng ta đọc thấy, đọc xuống dưới chúng ta sẽ thấy là gì? Giảm 43% giảm trong ownership, okay, of car, là việc sở hữu xe. Và các bạn lưu ý, ở đây người ta kêu mình điền là no more than two words, không quá hai từ. Không quá hai từ, tức là điền một từ, ok nha. Sẽ có chỗ, có khi mình phải điền một từ. Được chưa? Sống kịp nên làm nhanh nên sai à. Nhanh mà ẩu là không chấp nhận được nha. Ok, nhanh mà ẩu là không chấp nhận được. Được chưa? Các bạn phải nhanh và cẩn thận. Được chưa? Nhanh và cẩn thận mới là quan trọng nhất nha. Nhanh mà ẩu và sai thì cũng có khác gì làm không được đâu. Đúng không nào? Rồi. Chúng ta qua câu 23-24. Thì câu 23-24 đó là mình sẽ chọn 2 trong 5 đáp án người ta đưa ra. Và câu hỏi của người ta là gì? Cách làm vẫn tương tự, đó là bây giờ mình đọc hiểu câu hỏi và chúng ta lên trên bài chúng ta kiếm thông tin. Thì câu 23-24 hỏi là gì nè? Two benefits of automated vehicles. Does the writer mention? Hai cái lợi ích của xe tự hành mà tác giả họ đề cập tới. Ok, hai cái lợi ích. Thì bây giờ mình phải đọc hết mấy cái lợi ích này, rồi mình dò lên trên bài coi nó có khớp không. Ok. Black hỏi là ưu tiên bài dễ. Bài dễ đây là câu hỏi dễ hay là sao? Ok. Rồi, rất là đơn giản. Câu nào làm được làm, câu nào không làm được skip qua. Ok. Câu nào làm được thì làm, câu nào không làm được skip qua. Được chưa? Ok, cái nào làm được làm, chọn đáp án. Cái nào không làm được skip qua. Rồi lát nữa mình quay lại sau. Đơn giản vậy thôi. Nguyên tắc chỉ có như vậy thôi ha. Không có để kẹt lại bất kỳ câu nào cả. Rồi, bây giờ mình đọc. Cái lợi ích nào câu, bây giờ mình phải đọc hết 5 cái lợi ích này. Coi là cái nào có trong bài ha. Câu A. Rồi, là những cái người đi xe hơi có thể tiết kiệm được chi phí rất nhiều. Câu B. Sẽ dễ tìm được chỗ gửi xe, chỗ đậu xe ở trong các thành phố, khu vực thành thị, khu vực đô thị. Câu C, những cái người đi đường có thể dành những cái chuyến đi của họ làm cái việc khác hơn là việc lái xe. Câu D, những cái người mà gặp khó khăn trong cái việc lái xe mà vật lý, lái xe trong cái việc lái xe thì có thể di chuyển một cách tự thân mình, di chuyển một cách độc lập. Ok. Và cái việc giảm số lượng xe sẽ giảm cái việc ô nhiễm. Ok, rồi thì lên bài mình kiếm lại coi là thông tin này nằm ở đây không? Nằm ở đoạn nào? Hồi nãy mình đã đọc qua mấy lần rồi. Ok, mình đọc, mình sẽ thấy ngay ở đoạn B. Ok, thì mình sẽ đọc thấy là gì? Xe tự hành nó có lợi ích là gì nè? Ok, free time. Ok, people spend driving for other purposes. Là ta dùng cái thời gian rảnh để người ta làm chuyện khác. Và những cái người mà hồi nãy mình đọc thấy là gì? Những cái người disabled hoặc là người older, những người già hoặc là người tàn tật may be able to enjoy significant greater travel autonomy. Là có thể di chuyển một cách tự do. Bản thân họ có thể di chuyển một cách tự do mà không có bị ràng buộc gì cả. Vậy thì hai lợi ích đưa ra là gì mấy bạn? Là dành thời gian rảnh để làm chuyện khác. Và những cái người tàn tật có thể di chuyển một cách rất tự do. Vậy thì chúng ta chọn được ngay hai đáp án là gì? C và D. Câu C là những cái người đi đường có thể dành thời gian làm chuyện khác ngoài việc lái xe. Và cô đây là những người mà họ gặp khó khăn về cơ thể. Hoặc là cái việc lái xe của họ khó khăn thì họ di chuyển một cách thoải mái. Quá easy. Game là dễ. Rồi. Chỉ việc so sánh thôi mà. Đâu gì đâu ha. Rồi, câu 25-26. Two challenges. Hai cái thử thách. Ok, trong cái việc phát triển xe tự hành. Người viết đề cập đến hai cái thử thách trong cái việc phát triển xe tự hành. Vậy mình đọc ha. Câu A là đảm bảo là general public, là cái gọi là đảm bảo là
xã hội tự tin, họ tự tin với cái việc xe, cái việc sử dụng xe tự hành. Câu B, managing the pace of transition là gì? Quản lý cái tốc độ chuyển giao từ xe thông thường qua xe tự hành. Câu C, quyết định là trả tiền đền bù cho những cái tài xế chuyên nghiệp khi mà họ bị mất việc. Ok. Câu D, setting up the infrastructure là xây dựng các cơ sở vật chất để xây dựng đường xá để phù hợp cho xe tự hành. Và câu E, ok, làm cho xe tự hành phải thích nghi với những cái tình huống đi đường khác nhau. À, thì mình kéo lên cái chỗ coi cái khó khăn trong việc phát triển xe tự hành là gì. À, thì các bạn thấy là gì? Ok, đặt E và F, chúng ta tìm thông tin hai đoạn này. Ok. Rồi. Mà đọc F đọc xong, đọc E đọc xong thì thấy không có thông tin nào nói về cái thử thách trong cái việc là phát triển xe tự hành cả, thì chúng ta đọc qua đoạn F ta mới thấy. À, ok, đầu tiên là gì? Chúng ta có technical difficulties là cái khó khăn về mặt kỹ thuật in ensuring that vehicle work reliably in the infinite range of traffic, là đảm bảo là xe cộ nó phải hoạt động được ổn thỏa trong rất là nhiều các tình huống giao thông khác nhau. Ok, trong tình huống giao thông, trong các tình huống thời tiết khác nhau. À, ok. Vậy là có một cái rồi ha. Ok. Rồi. Tiếp theo đọc tiếp. Ok. And the societal changes that may be required for community to trust and accept automated vehicles. À, và thử thách tiếp theo đó là làm sao cho cái thay đổi trong nhận thay đổi nhận thức của mọi người để mà các cộng đồng mọi người người ta chấp nhận và người ta tin tưởng cái xe tự hành này. À, ok, vậy thì quá dễ rồi, xuống dưới chọn thôi, chúng ta chọn ngay lập tức được là câu A, đảm bảo là general public là xã hội họ công nhận, họ tự tin vào cái xe tự hành, và câu E là giúp cho cái xe tự hành này nó thích nghi với lại các tình huống giao thông khác nhau. Ok, thì có 256 chúng ta có hả vậy. Rồi. Ok, rồi bây giờ Miss Bách sẽ dành một chút thời gian để giải đáp thắc mắc của các bạn ha. Ok. Rồi, các bạn có thắc mắc nào các bạn có thể sử dụng chức năng giơ tay. Ok, Miss Bách sẽ mời các bạn unmute để các bạn đặt câu hỏi, Miss Bách sẽ giải đáp ha. Bạn nào có thắc mắc có thể hỏi nè. Rồi, Hiếu Hạnh. Rồi Hạnh hỏi đi Hạnh. Dạ em chào thầy, hồi nãy thầy show lên đáp án của câu 20. Thôi có không thầy? Câu mấy? Dạ câu 21 đó thầy. Là Dạ ownership. em ghi thêm chữ vehicle đằng trước được không thầy? Không. Ok, đáp án là ownership thì chúng ta phải ghi là ownership. Rồi các bạn nhìn vô nè. Câu 21 nè. Nè em đọc nè. 43% drop in ownership of cars. Người ta đã có of cars rồi mà. Đúng không? Đâu ghi vehicle được nữa. Vehicle là car rồi. À vậy hả thầy, dạ cảm ơn thầy. Đọc kỹ tí xíu đấy, có hai chữ off call là người ta biết là phải bỏ chữ vehicle rồi. Thì dụ bạn Vậy black comment nè. dạ ví dụ mà mình đi thi mà mình bị dư vậy có bị trừ điểm không thầy? Là sai. Sai hả thầy? Dạ. Sai một từ là sai nha các bạn. Ok. Chỉ trừ những trường hợp trong đáp án cho phép các bạn ghi. Ví dụ nha, ví dụ như câu 20 chẳng hạn, trong đáp án có ghi là car gạch sharing. Ok, và người ta mở ngoặc cái dấu gạch đó ra thì đó có nghĩa là các bạn được phép ghi dấu gạch cũng được, không ghi dấu gạch cũng được, hoặc là một số đáp án thì nó cho phép là các bạn ghi có S cũng được, không S cũng được, được chưa? Nhưng mà ở đây là gì, ghi từ trên bài xuống có sao ghi vậy, cho nên là dư một chữ cũng là sai nha các bạn. Các bạn sai đáp án là các bạn sai nha, không cãi. Ok, này không 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 có đôi co giám khảo được. À, rồi ok, cảm ơn Hiếu Hạnh ha, và các bạn cũng lưu ý điều này nha, đừng có ghi sai nha, thiếu sai một cái chữ cái thôi cũng là sai nha các bạn, cho nên hết sức cẩn thận nha. Rồi các bạn nào khác mình có câu hỏi không nè, giơ tay, các bạn có thể sử dụng chức năng giơ tay để đặt câu hỏi với sẽ bắt giải đáp cho các bạn ha.
Rồi Hiếu Hạnh hỏi tiếp, hỏi đi em. Dạ thầy ơi, đối với cái dạng đề này á, thì trước khi mà mình bắt đầu ghi đáp án, làm cái phần đáp án á, thì mình có cần phải đọc sơ hết toàn bộ bài không, hay là mình chỉ đọc câu hỏi trước xong rồi mình mới phân tích từng cái đoạn sao vậy thầy? Như thầy đã nói, trước khi các bạn vô làm bài, vô bài đọc đầu tiên các bạn đọc 2 tới 3 đoạn đầu. Đọc 2 tới 3 đoạn đầu tiên. Ok, ví dụ như trong bài này thì đoạn A và đoạn B nó khá là dài rồi, thì các bạn đọc 2 đoạn đầu tiên. Đọc đoạn A và đoạn B xong, các bạn có một cái nhìn tổng quát, có một cái nhìn sơ bộ về nội dung của bài đọc này. Thì sau đó em mới quay xuống em đọc câu hỏi. Thì lúc đó em mới xác định là cái câu hỏi này nó có nằm trong hai đoạn A và B hay không. Ok, nếu nó nằm trong hai đoạn A B thì ok, mình vô hai đoạn A B để mình kiếm thông tin. Ok, còn nếu không thì mình đọc tiếp xem là tới cái đoạn nào nó có chứa thông tin trong đáp án. Hình dung chưa nào? Dạ em cảm ơn thầy. Ok. Rồi các bạn nào có thắc mắc tiếp không nào? Cứ hỏi nha. Nói để bạn lâu lâu tuần mới được gặp Mr. Bách một lần mà tranh thủ hỏi đi chứ. Không lẽ tuần vừa rồi học không có gì lạ, không có gì không biết hỏi hết trơn hả? Tuần vừa rồi ở nhà có học IELTS không? Ở nhà tuần rồi ở nhà ai có học IELTS comment là có coi. Ngọc Anh từ nào không hiểu nè, Ngọc Anh từ nào không hiểu. Phương Loan bị yếu nhất là phần speaking và writing, lớp này có sửa bài cho từng bạn trong lớp. À, cái buổi giải đề này nè, cái buổi giải đề này á, thì thầy không thể nào sửa cho tất cả mọi người được, nên thầy chỉ sửa một vài bạn làm mẫu thôi ha. Ok, còn trong lớp á, trong lớp online của thầy thì thầy sửa cho từng bạn ha. Black hỏi là lỡ đang tập trung đọc để tìm đáp án bài matching mà thấy cái khó quá, lướt qua cái dễ xong rồi mất công tập trung đọc lại hả thầy? Ok, rồi thì cái thứ nhất nè, đó là em sẽ thấy ở đây, đó là khi mà em thấy cái khó quá mà em cứ lặp vô đó thì trước sau thì em cũng mất tập trung, công nhận không? Em thấy nó khó quá em cứ ngồi em đọc 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 đọc, trước sau thì em cũng mất tập trung. Vậy thôi, chẳng thà chấp nhận mất cái tập trung đó để làm được câu dễ thì ít ra mình còn làm được một câu, là làm được câu dễ thấy tự tin hơn thì lát hồi quay lại đọc lại thì tập trung lại hen, được chưa? Ok, nên là chấp nhận. Ok, làm cái dễ đừng có đâm đầu vô cái khó nghe. Ok, các bạn kẹt vô câu khó một hồi các bạn làm không được, các bạn bực mình lên, các bạn cũng rồi các bạn tức, các bạn hoảng là các bạn mất tập trung như thường. À, Phương Loan lớp đó ban điểm bao nhiêu vậy thầy? À, thì lớp đó ban điểm đầu ra dao động từ khoảng 5.5 cho tới 6.5 ha, dành cho các bạn trong dao động trong khoảng 3 điểm đó. Trung bình là khoảng 3 điểm 6 chấm là vừa. Ok, nếu mà em học á, thì chuẩn bị tinh thần làm bài mỗi ngày ha. Rồi Ngọc Anh, rồi giải quyết một lần luôn ha. Potentially là có tiềm năng. Robust là vững chắc. Targeted là có mục tiêu. Flexible là uyển chuyển. Ok, valuable là có giá trị. Và essential là quan trọng, cốt yếu, thiết yếu. Ok, rồi, cảm ơn Loan ha. Ok, rồi, rồi, ok. À, hôm nay chúng ta giải xong một đề reading nữa rồi ha. Ok, các bạn thấy không? Cứ mỗi lần qua một bài đọc reading á, chúng ta mở rộng cái vốn từ vựng của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta mở rộng kiến thức của mình nhiều hơn về nhiều chủ đề khác nhau. Hôm nay mình biết thêm về xe tự hành rồi nè. Ồ, là xe tự hành là mình nghĩ là hồi xưa là có xe tự hành là không có ai đi mua xe nữa. Nhưng mà không, có xe tự hành đó.
không ảnh hưởng gì đến việc sản xuất xe cộ cả, và nó có rất là nhiều lợi ích, và nó có đang gặp những khó khăn như thế nào. Ok, các bạn biết không, ở bên Ấn Độ là có những cái con đường, có những con đường được thiết kế riêng cho xe tự hành, là vô đó bấm nút là xe nó chạy thôi, người ta có thể nằm ngủ. Ok, nó chạy đùng 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 đùng, chạy rất là nhanh, chạy có thể lên tới 100-200 km/h luôn, nhưng mà không sợ gặp tai nạn. Tại vì sao các bạn, đường nó thiết kế cho xe tự hành và nó chỉ chạy theo một đường hẳn thôi, nó đi liên tỉnh. Ok, nó đi liên tỉnh. Đó là nhà họ có xe hơi, là họ vô đó họ nằm ngủ, họ bấm cho xe nó tự chạy. Đó thì các bạn thấy là xe tự hành đã xuất hiện trên thế giới rất là nhiều rồi. À, ví dụ hay là xe điện của Tesla cũng có chế độ tự chạy nè, kiểu vậy. Ok, auto navigation. Ở những khu vực mà họ được thiết kế GPS rồi, là xe có thể bắt thông tin GPS và nó tự chạy theo đường đó. Ok. Đó. À, có, ở Việt Nam thì muốn có xe tự chạy thì kiếm người yêu ha, người kêu nó chở. Xe tự chạy và xe tự chạy chạy bằng cơm ha. Còn ai phải chở người yêu thì xác định là kết bạn là xe tự chạy ha. Rồi, ok. Rồi, thank you everyone. Cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi giải đề ngày hôm nay ha. Thì hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ tư tuần sau. Cứ mỗi tối thứ tư chúng ta sẽ giải đề và chúng ta sẽ cùng học kiến thức với nhau như thế này. Và mình sẽ bắt mong rằng các bạn ở nhà hãy học IELTS đều đặn, hãy giải đề IELTS đều đặn mỗi ngày. Để tới cái buổi này vô đây, mình có câu hỏi, mình đặt câu hỏi cho thầy và thầy sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, thank you everyone. Ok, thank you for joining me today. Rồi, cảm ơn mấy bạn hen. Và trong quá trình học á, các bạn còn thắc mắc nào thì các bạn có thể lên cái group. Ok, các bạn hãy lên group của mình, lên học, lên IELTS with Mr. Bach đó. Các bạn đặt câu hỏi trong đó, Mr. Bach sẽ giải đáp cho các bạn nghe. Và sắp tới rồi, sorry các bạn ha, mạng bay lắc dữ quá. Rồi, thông tin quan trọng ha các bạn. Ok, sorry, mạng nó bị lắc dữ chừng. Thông tin quan trọng ha, sắp tới Mr. Bach sẽ có một cái buổi workshop về listening và một cái buổi workshop về kỹ năng luyện nghe. Được chưa? Ok. Thì thông tin sẽ được post trên profile của Mr. Bach, trên trang Mr. Bach cũng như là trong group của mình. Các bạn nhớ theo dõi và tham gia workshop ha. Hẹn các bạn, gặp lại các bạn vào buổi đó và hẹn các bạn vào tối thứ tư hàng tuần. Rồi, thank you everyone. Goodbye and have a good night.